Xin chào tất cả các bác nha. Chào mừng tất cả các bác quay trở lại video tiếp theo trên kênh Thám Với Linh. Hiện tại thì Linh đang có mặt tại thôn Hố Chua 2. Thì trong cái chương trình hôm nay thì Linh cũng được một lời mời của gia đình nhà bé Nô, là bé Nô cụt chân đó, để quay trở lại đây để ăn cưới cùng với gia đình. Úi ôi, hôm nay toàn mỹ nhân thôi. Tí anh ngồi cùng các em nhá. Gái xinh lắm. Nhà các chú là ở tận đâu đến đấy? Nó chơi nhóc vừa rồi. À, Hấu Chua dưới à? Sao cứ phải ngại bọn anh đấy? Bọn em là ở tận đâu đến đấy? À, dưới Hấu Chua này à? Tại vì ở cái khu vực này nó cũng đều thuộc Hấu Chua 2 hết các bạn. Bây giờ còn đi học không? Đấy, mọi người thấy rằng là khi bà con vùng cao ấy thì ăn cưới hay cả đám tang ấy thì lúc nào cũng mang những bộ trang phục đẹp nhất của mình để có thể đến để mặc để khoe với tất cả bà con ở cái thôn bản này đấy. Úi giời, xấu hổ gì ấy, toàn gái xinh thế này. Có ai chưa lấy chồng chưa? Chưa có chồng à? Thế thì cho anh làm quen được đấy. Có mệt quá không? Không để anh cõng xuống cho đỡ mệt. Số. Đi, ôi dồi ôi. Tí nữa ngồi cùng mâm luôn mà. Chào bác, hôm nay xuống ăn cưới à? Vâng. À, bác ở tận đâu đến đấy? Thím Ngài. Thím Ngài à? Đó. Thôi mình sẽ đi cùng đây. Thôi đi xuống bác ơi. Con rể luôn đấy. À, con rể luôn à? Đó thì hiện tại thì Linh đang đi qua cái chỗ cái rừng trúc. Đó. Tí cho anh ngồi cùng ấy nhá. Thì các bạn gái đây thì rất là ngại. Có cần anh giữ tay cho không? Đó thì nói thật với các bác là cái ngôi nhà của bé Nô đây thì cũng lần trước thì cũng được bác Trinh và bác Tuyết cũng hỗ trợ làm nhà. Thì cái hoàn cảnh của gia đình nhà bé Nô thì quý khán giả cũng xem qua kênh của Thảo Mỹ Linh hay kênh của Phanh Phanh Vlog thì mọi người cũng biết rằng là cái ngôi nhà ở đây đã được các bác xây dựng. Hiện tại thì gia đình cũng có chuyện vui đó. Hôm nay thì Linh đến đây thì mọi người thấy rằng là bà con cũng đi cùng nhau đến đây ăn cưới này, rất là đông luôn. Ui dồi, cứ xếp hàng loạt luôn nhá các bác nhá, cực kỳ là đông. Đông quá. Sao không đi đường bên kia? Ủi dồi, đi quốc cao đi bên kia chứ. Không thì... Thôi cứ đi đi. Ủi dồi, xinh gái này mà bảo không quay. Không quay là tiếc ấy. Đấy, đông người lắm các bác. Có người muốn lên không được. Đấy. Chào bác nhá. Nó nè tôi nhảy lên nó trang đi hết rồi. Ủi dồi, xem nào. Quà là cái gì đây? Đây là cái phần quà cưới đây. Là một cái áo với cả 150. Đó, đây là quà cưới. Là cũng tương đương là hơn 200.000 rồi đấy các bác. Gần 300.000 đấy. Hôm nay ông đội mũ nổi đẹp nhờ. Hôm nay ở trên Hấu Chua trên kia là có ai xuống đây không? Hay là lát thứ có về tuần đó à? Tôi có tủ lấu rồi. Ủa xin nhảy nóng nhỉ là hôm nay thì Linh cũng mua quà bánh kẹo. Thì lúc đầu là Linh nghe không rõ là bố của bé Nô cụt chân ấy là bảo là ăn cưới hay là ăn Tết ấy, thì mình cứ nghĩ là bảo là đến ăn cơm thì mình nghĩ tưởng ăn Tết. Thì hóa ra là gia đình là đang có chuyện vui đó. Hiện tại mọi người thấy rằng là bà con đang đến là rất là đông ấy kìa. Đó, đông chưa? Quá tuyệt vời nhá. Đông quá, không biết là hôm nay họ nấu bao nhiêu mâm ấy. Đấy, toàn quần áo đẹp. Chào cô. Xin chào nhá. Bọn em không vào, xong anh vào cùng luôn. Hả? Tí anh ngồi cùng đấy nhá. Được rồi, bây giờ đi xuống đây đã. Xin chào nhá. Thế là hôm nay ai cưới? Tụi mình chạy cho chi rồi? Rồi, hôm nay con gái cưới. Mình bảo là tại sao là... xin chào bà nhá. Nó thì... Ăn tao đánh này... Ủa tà à? Đấy, ui dồi.
Tuyệt vời đấy. Ờ được rồi. Cứ tọc qua đi nhá. Ờ xin chào anh nhá. Ôi. Đông lắm các bác. Ui. Đông lắm. Ôi chào các anh nhá. Ui. Đông lắm. Ờ xin chào chú. Ờ chào ông nhá. Ôi chúc mừng nhá. Đông người đấy. Đây bên này là xe hôm nay là phải hơn 30 mâm. Ờ chào chị nhá. Thế tôi là ờ chào các chú. Hôm nay nhiều đấy. Đây tí cháu vào. Vâng. Ờ bên này là mọi người nấu cơm bên này đây. Bên mình là nấu cơm bên này à? À phụ trách là nấu cơm. Đấy rất là nhiều món nha các bác nhá. Ui. Ui các bác thấy tuyệt vời chưa? Cá. Tuyệt vời đấy. Bên kia là gà nướng à? À gà nướng. Gà chiên à? Đây là thịt nướng này. Ui. Ngon đấy. Tuyệt vời đấy. Nô đi đâu rồi? Ờ à, xin chào nhá. Hôm nay đẹp trai ấy nhở? Nhưng mà vẫn chưa lấy vợ. Kém. Đông lắm. Đây, mọi người đã bắt đầu mời à, ngồi rồi. Ờ em chào anh nhá. Lâu quá không gặp. Tí nữa em qua mời nhá. Vâng tí em vào. Hôm nay là nhà chị là làm bao nhiêu mâm ấy? Làm 40 mâm à? Ui dồi ôi. Đông khách đấy. Đây hiện tại thì mọi người thấy rằng là cũng rất là nhiều người đến. À ăn ở cả dưới này nữa à? À ăn cả dưới nhà dưới. Tí nữa mình sẽ đi xuống dưới nhà dưới ăn. Ờ à, cất này, bánh kẹo cất cho nô này. À, chúc mừng năm mới, hôm vừa rồi Tết không đến. Ở à, đây là chúc mừng năm mới, còn đây là đến là chúc mừng con gái lấy chồng nữa. À. Chào anh nhá. Ăn Tết vui vẻ chứ? Vẫn vui vẻ à? Đó. Bên này thì mọi người đang viết thiệp mừng bên này các bác. Đó. Rất là đông người nhá. Đông chưa? Ấy, đông quá. Chào anh Bí Thư nhá. Chào nhá. Ờ. Ờ, chào chú. Tí nữa mình sẽ đi ngồi ở phía dưới kia các bác. Ở trong này tầm khoảng bao nhiêu mâm nhỉ? Đấy, đông quá. Đông á. Đây mọi người thấy người nó cứ đông đông thôi. 1, 2, 3, 4, 5. Dạ, tí cháu xuống đây ngồi. Tí cháu ngồi dưới kia thôi. Cháu đi kiếm vợ. Đây. Ôi giời, đông người ghi sổ quá, mình còn đang phải chờ để ghi sổ các bác. Phải tăng cô tôi thôi à? Hả, bộ chú là phải đi bè, đi qua mới qua đây được á? Qua được trên này. Thế nhà em là ở chỗ nào? À, đây, chú rể đây đúng không nhỉ? Đúng rồi, đây là con ông bác đây. À. Con này là con ông chú, à. Ruột đấy. Thôi, chúc mừng em nhá. Rồi. Chắc cũng biết anh đâu nhỉ? À, em cũng biết rồi. À, thôi chúc mừng nhá. Thôi chúc mừng nhá. Ui dồi ôi, chúc mừng hai vợ chồng. Đó. Vui quá các bác. Nói chung là những tiệc cưới thì con gái của nhà anh Lúa đây thì đủ 18 tuổi để lấy chồng rồi. Đó. Thì nói chung là mọi người lấy chồng thì cũng chúc hai vợ chồng là hạnh phúc thôi. Ôi dồi ôi, cứ ngại nhở, ngày xưa còn đi đánh mông với nhau mà. Ơ thật các bác, không chê đâu ngày xưa ấy. Ngày xưa là cháu Linh cũng còn trẻ con nên vẫn còn đi ra chơi Tết, còn đi đánh mông các bạn nữ cơ. Nhưng mà đấy chỉ là một cái phong tục vui vẻ thôi. Mọi người đang ghi sổ ấy. Ví đâu nhỉ? Ủa, ít tiền rồi. Ý ghi giúp em 200 nhé. Thằng Mỹ Linh. Cứ ghi là mèo vàng đấy. Hả? Thôi em không uống đâu. Không uống đâu. Tí nữa còn lái xe không ăn bắt. Ơ
Rồi cháu đi xuống dưới này, ở dưới này có gái xinh lắm, để cháu đi xuống đấy cháu đi kiếm vợ. Bây giờ trêu đấy các bác, thực sự là ngồi cùng các bạn nữ đó để mình làm quen, tại vì cháu Linh cũng chưa có người yêu ấy các bác, phải nhân tiện đây thì mình cũng đi kiếm người yêu luôn, có một cái đám cưới to này. Đó, đây là cái ngôi nhà của bác Trinh với bác Tuyết đã giúp đỡ cho bé Nô, thì hiện tại thì Linh cũng chưa gặp được bé Nô ở đây, không biết là bé Nô đi đâu rồi. Bé Nô múa từ nãy giờ. Ờ? Không thấy nhở, hôm nay chị gái lấy chồng mà không thấy đâu. Lâu lắm rồi không quay lại đây. Có nghĩa là cái khu vực này nó không có những chỗ rộng ấy các bác, thì phải ăn 2 đến 3 nhà ở đây. Đó, mọi người cùng với Linh đi xuống đây nhá. Đó, đây là cái tuyến đường mà bé Nô hay đi học ấy các bác. Không biết là dưới này đã ngồi chưa, vừa hẹn với cả bạn nữ kia là sẽ ngồi cùng nhau. Vẫn chưa ngồi à? Chưa. Ôi đến lâu chưa? Lâu rồi. Đến lâu rồi, nhà ở đâu đấy? Nhà dưới. Cũng hấu cho hai đây à? Ai à, nhà bé Nô đây là cũng anh em cũng rất là đông nha các bác nhé. Ở dưới này có bao nhiêu mâm ấy hả chị Dính? Chưa biết đâu. Chưa biết đâu á? Có nghĩa là cứ ngồi thôi, cứ bày thôi đúng không? Bà con đây thì không có chỗ rộng ấy, cứ ngồi cứ bày thôi. Đây, trong này cũng bày ở đây. Xin chào mấy anh em nhá. Trong này cũng phải 4 đến 5 mâm ấy. Đây là dưới nhà của... chào Nô nhá. Dạo này lớn ấy. Vừa mua kẹo xong là tí về bảo mẹ bóc kẹo cho ăn nhá. Anh Linh là đến chúc mừng Tết. Hôm nay có vui không? Vui à, chị gái lấy chồng vui. Thế là con gái lấy chồng là hết họ lấy bao nhiêu tiền là sinh lễ? Lấy 50. 50 triệu. Giờ đẻ con gái lái đấy. Thôi chêu thế thôi các bác, thực sự là để đẻ được một đứa con gái mà mình nuôi lớn lên như thế xong đi lấy chồng như thế thì thực sự cái tiền sinh lễ đấy Linh nghĩ nó không phải là khá là cao. Đó, trong này thì mọi người đang ngồi 4 đến 5 mâm. Đây hiện tại thì mọi người vẫn đang đợi để đủ mâm ấy, vẫn chưa kịp ngồi. Ôi giời, chào người đẹp nhá. Nhà mình ở tận đâu đấy? À? Ở dưới à? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 16. Lấy chồng chưa? Chưa. Ui giời, sao cứ ngại thế? Ui giời. Xấu hổ quá. Bây giờ ngồi đây. Bọn em ngồi chưa ấy, để cho anh ngồi với. Hả? Cho anh quay TikTok cùng với. Đây đang quay TikTok đây. Bây giờ mình sẽ đi vào trong này ngồi. Bây giờ là đang học ở bên ngoài cấp 3 hay học ở đâu ấy? Học Thái Nguyên á? Học trường nào ấy? Cao đẳng công thương công nghệ Thái Nguyên đúng không? À, cao đẳng công nghiệp Thái Nguyên. Ở dưới này thì toàn các bạn nữ rất là xinh gái các bác, là những cái đóa hồng mọc ở trên núi đá vùng cao đó. Tí là ngồi cùng mấy bạn nữ này. Đấy, các món ăn này rất là ngon nhé các bác nhé. Đối với bà con vùng cao là như thế này là họ chủ yếu là họ ăn những món này cực kỳ là quý khách, có nghĩa là trăm năm mới có một chuyện vui thôi thì bà con cũng nấu những món này. Các bác thấy đây, cá này. Đấy, món cá này. Đây là tộc chúa này. Đây là khẩu nhục, cũng như thịt nướng này. Đây canh xương bí này, đây trứng này. Đấy, rất là nhiều món ngon. Hôm nay thì mình sẽ ngồi đây. Đó, mọi người đang ở đây đông lắm các bác. Toàn các bạn nữ sinh thôi. Mình không nghĩ là ở Hấu Chua 2 là nhiều các bạn nữ sinh thế này nhá. Mình toàn ở trên Hấu Chua 1 suốt đấy. Ngồi chưa? Bọn em ngồi chưa? Cho anh ngồi cùng với. Uống rượu cùng luôn. Hát giống cao à? Hát ngồi ngoài này nắng mà. Em ấy vào đi. Hả? Anh ngại anh. Anh chưa có vợ đâu nên là không sợ đâu. Và lúc này anh quên hỏi em tên là gì nhỉ? Mỉ à?
ai tên Mỹ mà cũng xinh gái nhỉ. Thế là đúng tên Mỹ thật. Trong này là 4-5 mâm. Hình như trong này là toàn mâm phụ nữ hay sao ấy. À, dưới này là phụ nữ hết à? Còn ở phía trên kia là đàn ông. Ui ôi. Trong này mình toàn thấy các chị em phụ nữ nhiều thôi các bác. Đó. Đấy, 4-5 người đây. Đông quá. Chào các chị nhá. Mình đến lâu chưa? Đông đấy. Nhà của mấy nhà này, con biết nhà này ở dưới này, nhà này ở bên đoạn cua bên kia. À, mình là nhìn mặt ai cũng quen hết. Còn các bạn gái đây. Đấy, đón khách á. Ở dưới này sẽ phân chia ra những người đón khách. Hôm nay thực sự là có một chuyện rất là vui ở trên thôn Âu Chua, đó là chỗ gia đình nhà bé nấu cục chân đó, chị gái nhìn lấy chồng. Mình chờ mãi các bạn nữ kia ngồi nhưng mà chưa ngồi. Đồng ấy như ăn Tết luôn, ăn cưới. Ăn cưới còn đông hơn cả ăn Tết. Nhưng mà em lấy chồng rồi à? Ôi nhưng mà em này nhìn giống như kiểu nhà trên này ra đúng không? Không phải à? À. Để mình quay đây mọi người. Ôi giời, cái xấu hổ thế. Thôi chưa thế thôi, đi vào mời các bạn nữ này một ly rồi. Xong Mỹ Linh cũng xin phép đi lên trên chỗ cái khu vực và các cánh đàn ông là ngồi phía trên kia. Tại vì là người Mông người ta là hay phân chia ra là chị em phụ nữ sẽ ngồi với nhau và cánh đàn ông sẽ tự ngồi với nhau ở phía trên. Và mọi người thấy là cái lực lượng rất là đông đây. Đông quá. Về chú Linh bà à? Lâu quá không gặp, đón đi mai. Về đây à? Đón đi à? Thao bởi đây chưa, tôi chào sọc trẻ. Đón đi mà chỉ nhau à? Chỉ ăn đi mất chặt trẻ. Lâu quá không gặp em gái ở bé Nô đây. Ngày xưa đến thì bé bé này các bác. Bây giờ thì bé Nô với cả em gái là cũng lớn rồi. Học lớp 1 đi ra. Ô, chú gì em gì? Phóng lỏ. Đấy, đông quá. Đó, hiện giờ thì các chị em phụ nữ thì cũng bắt đầu là ngồi vào mâm rồi. Đó, mỗi mâm thường thường ở vùng cao thì sẽ ngồi là mâm 8 nhá các bác nhá. Là đúng với cái bàn dân tộc ở vùng cao đó. Rất là đông người các bác, toàn là gái xinh thôi, với cả các chị em phụ nữ ở đây. Một lúc nữa thì chắc là Linh sẽ lên di chuyển lên phía trên ngồi. Hai cái ống điếu cơ. Đây phía bên ngoài này thì còn một mâm đây nữa. Đấy, trứng ấy. Hôm nhỏ xin phép mời mâm mình một ly nhỉ. Hôm nhỏ nét cho mình trải dùng câu hỏi ít đi nhá. Ông thức chỉ bớt thả lửa mông đầu nhá. Thôi, mời nhá. Em hay Mỹ ơi, mời em ấy. Anh sợ uống say tí lại theo chân em về nhà mất. Em mời em nhá. Bạn ơi, bạn xin gái. Mời ly. Thôi, mời chị nhá. Mình gọi là chị ấy, hình như là mình là anh em mà nhở, đúng anh em không? Đây, chị, hỏi cho xanh này nhá. Ơ, uống đi, học tao đi. Ôi ôi, uống đi Mỹ ơi, mời em. Em là năm nay học lớp mấy rồi? 11 giờ, cố gắng đi học xong là lên học đại học cũng được, đừng lấy chồng sớm là được.
Ui dồi ôi, rượu nặng quá các bác, mình uống hết luôn. Thôi rượu ngon quá. Thôi để cho mọi người riêng tư để mọi người ngồi thì chắc khả năng là Linh cũng xin phép đi lên phía trên chỗ cái khu vực của cánh mài dâu ngồi cùng. Đó, hiện tại thì mọi người thấy rằng phía bên kia rất là đông rồi. Thôi mọi người cứ ngồi đi nhá, thấy mọi người ngại quá. Không tí bây giờ ngồi chen vào giữa kia. Thôi mà nên mà dọn đây nhá. Đấy, ở bên kia có cô còn chơi TikTok nữa cơ. Đấy, thấy chưa? Mọi người thấy chưa? Đấy. Hi. Thôi bây giờ thì cũng là vui một tí thôi các bác. Định ngồi cùng với em Mỹ nhưng mà do mọi người thì cũng khá là ngại nên là mình phải di chuyển lên đây. Đó. Lên phía trên này, ở trên cái khu vực nhà bé Nô thì là mọi người là đàn ông sẽ ngồi trên đó, còn phụ nữ thì sẽ ngồi ở dưới hai cái nhà này. Hôm nay là hơn 40 mâm cơ. Có nghĩa là cứ ăn xong rồi lại bày ra, ăn xong rồi bày ra, ăn xong rồi bày ra. Đó. Ôi, mọi người thấy rằng là lại thêm khách xuống này. Đông quá. Hết tua rồi. Úi dồi ôi, chào dí nhá, lâu quá không gặp dí. Xin chào em. Chào anh. Bây giờ đi lấy chồng tận đâu rồi? Sơn Ví ạ. Sơn Ví á, úi ôi xa thế. Hôm nay chồng đến không? Có. À, hôm nay mặc đẹp ấy nhở, nó nhìn ra giống ấy nhở. Ấy, mọi người thấy rằng là bà con đi ăn cưới đông chưa? Dí thì ông lấy chồng rồi. Xin chào chị nhá. Đồng quá. Nên mùi giờ hao rồi. Sao phu rồi. Thế đi ngồi dưới luôn. Ngồi xong là cháu cũng xin phép về rồi. Đồng quá các bác. Lại di chuyển xuống như này. Tại vì ở phía trên là đông người rồi. Úi dồi ôi, ở đây mà ai mà đi giày cao gót là hơi vất đấy. Em ơi, đi giày cao gót có vất không để anh đỡ cho. Đây, anh cười đôi giày anh rách lắm nhưng mà em mượn thì anh vẫn hy sinh. Ngồi bên này à? Úi dồi ôi, mình cứ thấy các bạn nữ sinh là cứ hoa mắt đi theo đó các bác. Đó, các bác mà muốn tìm hiểu về phong tục tập quán của bà con ở trên vùng cao thì mọi người có thể đến khu vực Hà Giang cao nguyên đá thì mọi người có thể biết được cái phong tục bà con ở trên Hà Giang, nó rất là vui đó. Như hôm nay là mình quên mặc áo mông, mình cứ tưởng là ăn Tết thôi. Như là mang những cái mũ nồi này, đây là những cái mũ nồi nhập từ Pháp về ấy, đúng không? Đây, bây giờ mời mọi người vào trong này, cái này cái hết pin rồi. Đây trong này là ấy, toàn là đàn ông ngồi đấy. Đồng đấy. Đồng quá. Chào chú nhá. Nó đi bắt tôi bắt nó tỏ khu ấy rồi. Đây. Để em ngồi đây luôn, đủ 8 luôn gì? Đây đúng không? Đủ 8 luôn. Đó. Bây giờ đang ngồi đây để ăn luôn các bác, đủ 8 luôn. Đủ 8 mà ngồi cùng với mọi người luôn các bác. Ok đó, cứ ngồi đi, không sao đâu mà. Ngồi chung cho vui. Ủa rồi, cứ giàu đi. Ê, mình ngồi đây. Con em muốn tỉnh tí nữa nhỉ. Nhà mấy anh em ở tận đâu đấy?
Hả? Hấu chua hai thế này à? Hấu chua một á? Hấu chua một nhà chúng ta nào? Ngã ba. Nhà ngay ngã ba kia gì? À, ở ngay dưới chân núi. Rót rượu ấy, can rượu luôn các bác, can 20 lít uống thoải mái luôn. Thôi, bóc đi em ơi. Bóc đi xong à. Ơi, món khủng nhục ơi các bác ơi. Ơi, mở nhá. Đây, chán lẻ. Ui giời lẻ ơi. Còn món ngon này. Mà mình như chưa đủ 8 đâu mà nhỉ? Đủ chưa? Ờ đủ 8 rồi. À, miếng. Cái này là cam chứ không phải quýt chứ. Mấy thanh niên này lấy vợ hết chưa? Chưa. Vẫn đang đi học đúng không? Ôi, trẻ về rót chứ sao để bác lớn tuổi rót thế này? Nước chân lúa này mà đi chơi chứ. Ừ, em xin nhá, xin nhá. Ủa, ngay toàn rượu các bác. Đây em ơi, rượu này. Có rượu này. Lúc này u này ná này từ tranh pỉ ấy nhở, ná là tính này ủa. Chẳng đủ từ ủa á. Tôi cắt được thế này rồi. Thôi nhờ dùng đi nhờ. Anh ơi, mời anh nhá, cảm ơn anh. Ôi, chúc mừng hạnh phúc hai em kia. Ôi, mời mấy anh em nhá. À, ôi, thôi kệ đó, xin. Ôi, xin, xin. Ôi, mời mấy anh em nhá. Ôi, chúc mấy anh em sức khỏe. Ai đang học thì cố gắng học, ai sắp lấy vợ thì cố gắng. Có ai chưa lấy vợ à, có ai chưa lấy chồng xinh xinh không, giới thiệu anh một đứa. Anh à, anh đang ế. Ờ mời mời anh nhá. Mình dạo này là đang ế rồi các bác, tuổi ế đấy. Ở trên vùng cao là bằng tuổi Mỹ Linh là con cũng phải 4 5 tuổi rồi các bác. Thôi mời các bác nhá, thịt nướng này. Làm miếng. Ôi, béo quá. Ngon. Tuyệt vời. Một tí xôi hai màu thôi. Dùng đi anh nhá. Dùng tí. Gì mà tao. Thôi được rồi anh ạ, ngon rồi. Thôi, chào anh nhá. Có gì anh cứ ngồi ăn với mọi người tiếp nhá. Có gì bọn em di chuyển đây nhá. Món này mà giàu nhá. Thôi ngồi đi. Thôi. Thế thì cứ lấy về cho con lử đây. Lộc năm mới. Lộc ăn cưới. Ôi chào mọi người nhá, mà nếp vào giỏ đấy nhá. Úi nhờ mù sở hậu chua sáu, chú mua hậu lửa sáu lấy hình tỏ à. Ừ. Mà nếp mà chả đấy nhá. Ừ. Mà nếp mà chả đấy là... Úi nhờ mù sở. Ôi chú. Ôi thế rồi, cháu xin phép rồi. Ôi, lì à. Say quá rồi. Không ngồi được nữa rồi. Vui quá các bác. Hôm nay thực sự là đến đây để được ăn cưới. Thì Linh cũng cảm thấy là rất là vui khi mình... tham dự một cái lễ cưới của bà con vùng cao. Hôm nay là mình rất là mê bạn Mỹ nhưng mà không mọi người ngại quá không thể ngồi được. Ngồi cùng là mọi người không dám ăn, mọi người bỏ về hết đấy.
hình như là người giấy hay sao ấy. Đây là họ điệu này, từng ít quà đến này. Không biết là điệu trong này điệu cái gì đây. Điệu thức ăn. Điệu xôi đấy. Ôi chờ nên dậu lên nhá. Không ngủ chế bây giờ. Dậu lý no. Thế nó hổ à? Ôi chú ngồi nhá. Em ngồi ăn rồi. Nó hổ là ưu tiên nó hổ tôi. Nó tìm mặt tôi trả nhá. Ôi. Đâu. Đâu. Vâng. Ô em, không xuống ngồi ăn cơm à? Vừa đến đây á? Nóng quá các bác. Toát hết mồ hôi rồi. Nhà ở tận đâu? Tận dưới nào? Phố số 2 á? Ôi. Thế là mình thực sự là để Linh biết được rằng là ở Hấu Chua 2 này rất là nhiều các em thiếu nữ là rất là xinh nhá các bác nhá. Mà còn chưa chồng nữa cơ. Đó, mình cứ ở Hấu Chua 1 suốt nên là không thể đi xuống đấy được. Đó, hôm nào thì Linh sẽ khám phá bản làng Hấu Chua 2 để cho tất cả các bác biết về bà con ở đây. Thì đợt trước thì Linh chỉ đến ngôi nhà của bé Nô đây để giúp truyền tải video hình ảnh và giúp bác Trinh bác Tuyết xây nhà thôi. Ôi chào em nhá, anh đi về đây. Bác ăn xong rồi à? Chế nhóc bữa đi à? Chế nhóc buồn rào. Chị có chị cho hai à? Rồi. Bán nhá. Vâng, chào bác. Thôi bây giờ thì mình lại tiếp tục để đi lên dốc các bác. Tại vì ở cái khu vực ở Hấu Chua này, cái địa hình nó rất là dốc. Đó, trong cái ngày hôm nay thì mọi người cũng theo chân Linh đi đến chỗ ngôi nhà của bé Nô Cửu Chân để ăn Tết cùng với ở gia đình. Ăn cưới. Mình thì cứ bị nhầm. Tại vì hôm nay là do bố bé Nô bảo chỉ là đến ăn thôi, thế nên Linh cũng nghĩ là ăn Tết, hóa ra là ăn cưới. Thì mình cũng gửi tiền mừng cho gia đình rồi. Vừa rồi thì mọi người cũng theo chân Linh đến thôn Hấu Chua để khám phá một trải nghiệm một ngày cưới của bà con ở vùng cao thế nào. Và video trong ngày hôm nay cũng đến đây kết thúc rồi. Quý cô bác thấy hay thì ý nghĩa để mọi người nhớ đăng ký kênh để đón chờ những video mới nhất trên kênh của Thảo Mỹ Linh. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những video tiếp theo nhé. Nếu mọi người muốn nhu cầu mua đặc sản vùng cao thì mọi người có thể liên hệ qua kênh của cháu Thảo Mỹ Linh. Đây là bột Tam Thất Bắc đã được xay nhuyễn nhé các bác nhé. Mọi người mà muốn đặt hàng thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh. Một hộp này là 500g, hai hộp là 1 cân nhé các bác nhé. Linh thì có cả câu kỳ tử nữa các bác. Nếu các bác muốn mua câu kỳ tử thì các bác có thể liên hệ qua Mỹ Linh đây. Đó, câu kỳ tử thì chúng ta có thể mua về. Và đặc biệt là Linh có thêm cả củ cải sấy khô đây của bà con ở vùng cao Nguyên Đá Hà Giang. Đó, cái này thì mọi người có thể mua về, mọi người để xào thịt, ngâm với nước thì nó nở ra thì mọi người có thể thái ra và bắt đầu là dùng thôi. Đó. Và cũng có cả thêm cả nụ hoa tâm thất. Thì nụ hoa tâm thất này Linh có 3 loại, đó là loại A và loại B và một loại đặc biệt. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ qua Mỹ Linh để mua nụ hoa tam thất này ủng hộ cho kênh của Thảo Mỹ Linh nhé. Mọi người có thể liên hệ qua số hotline là 0976613609. Và đặc biệt là cháu Linh có thêm mặt hàng là thịt lợn ba chỉ gác bếp mà hôm vừa rồi là bố mẹ Mỹ Linh vừa làm xong đó các bác. Thịt lợn này thì cực kỳ là ngon nhé. Mọi người có thể lấy về, mọi người có thể để ngăn mát. Thế nên là Mỹ Linh vừa hút ra túi chân không xong luôn. Đó, thịt lợn ba chỉ nhé, gác bếp nhé. Mọi người muốn nhu cầu thì cứ gọi điện số điện thoại là 0976613609 ở trên màn này video mà các bác hay xem. Đây là lạp sườn nhé các bác nhé. Lạp sườn này cực kỳ là ngon luôn. Treo gác bếp chuẩn lợn đen vùng cao Hà Giang. Đó. Mọi người nhớ ủng hộ kênh của thằng Mỹ Linh nhé. Và Linh còn mặt hàng cuối cùng đó là mặt hàng mật ong bạc hà. Đây là mật ong bạc hà là mật chuẩn nhé các bác nhé. Cái này là Linh đã phải chọn lọc mật ong. Nó màu vàng chanh nhé các bác. Đó. Mà này mật chuẩn luôn các bác có thể mua về sử dụng giúp Mỹ Linh. Đó, và cái món cuối cùng đó là món là mật ong rừng nha các bác nhá. Mật ong rừng thì mọi người phải liên hệ qua Mỹ Linh. Đó, Linh đã đóng chai thế này rồi, toàn là mật chuẩn thôi các bác. Lấy của bà con trong bản ra giúp bà con tiêu thụ những sản phẩm mà bà con đã sản xuất ra.